Hôm nay thì chỉ còn có vài phút nữa thì chúng ta sẽ đón mừng Tết, và cũng là lần đầu tiên tôi chúc Tết tất cả các thành viên trong Việt Nam Business Matching. Và trong năm 2016 thì chúng ta đã làm được rất là nhiều việc. Chúng ta đã có rất là nhiều các sự kiện và hàng tuần chúng ta có những buổi trao đổi rất thú vị vào buổi sáng. Thế thì để bước vào đầu năm mới thì lời đầu tiên xin gửi tới các thành viên VBM, bạn bè thân hữu của tất cả các thành viên lời chúc sức khỏe và điều chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn trong những năm tới. Thế thì tôi không có gì nhiều, tôi chỉ có chia sẻ cho các bạn ba chữ cái, và cũng bắt đầu từ chữ VBM của chúng ta. Chữ đầu tiên đó là chữ các bạn cần phải vững vàng trước mọi cơ hội. Ở đây thì có vẻ là một điều đấy rất là ngạc nhiên, tại vì chúng ta phải vững vàng trước cơ hội. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là những doanh nghiệp nhỏ. Thì khi mà những doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta thấy rất là nhiều cơ hội. Thế nhưng mà những cái cơ hội đấy mà chúng ta không phân biệt được đâu là những cơ hội tốt và đâu là những cơ hội không chưa tốt, và có những cái cơ hội thì nó mang lại những lợi ích ngắn hạn và nó không có phục vụ lợi ích dài hạn. Thì điều quan trọng nhất của chúng ta đó là chúng ta cần phải vững vàng trước cơ hội. Chúng ta cần phải lựa chọn đâu là những cơ hội chủ đạo, đâu là những cơ hội chiến lược để chúng ta hướng tới. Tiếp đến cái chữ B thì tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là chữ bền bỉ. Tất cả mọi khó khăn nó dù có lớn đến đâu, nhưng nếu như chúng ta bền bỉ, chúng ta giải quyết, chúng ta tháo gỡ từng ngày, từng giờ, dần dần thì các cái khó khăn đấy nó sẽ trôi qua. Và đến cái chữ M, tức là chữ mà tôi muốn nói là một cái chữ gọi là mạnh mẽ. Tức là sau khi các bạn đã xác định được cái gọi là vững vàng trước cái thách thức, trước những cái cơ hội, và sau đó rồi thì chúng ta bền bỉ vượt qua khó khăn. Và đến cái chữ M là cái chữ mà tôi muốn nói là các bạn cần phải mạnh mẽ trong vấn đề thực thi. Tức là một khi mà chúng ta đã xác định được cái cơ hội chính, một khi chúng ta đã vượt qua được những cái thách thức, thì đến lúc chúng ta cần phải mạnh mẽ triển khai những cái điều chúng ta đạt được mục tiêu. Và tôi thấy rất là nhiều các cái doanh nghiệp, đặc biệt ở trong VBM chúng ta cũng thấy, tức là thời gian nó trôi đi nhưng chúng ta quá chần chừ, chúng ta quá do dự. Ở đây tôi muốn nói khi chúng ta đã xác định được con đường, chúng ta cần phải mạnh mẽ thực thi để chúng ta có thể đạt được những cái điều chúng ta mong muốn. Và đấy là những cái chia sẻ của tôi đầu năm với tất cả các bạn thành viên trong VBM, và không có gì hơn, về phía bản thân tôi rất là mong muốn là VBM chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2017. 2016 chúng ta đã phát triển về số lượng, nhưng đến năm 2017 chúng ta sẽ tập trung vấn đề về chất lượng, và đặc biệt các cái công tác đào tạo, công tác phát triển ở trong Việt Nam Business Matching sẽ được đẩy mạnh. Và cũng đầu năm thì các bạn cũng nên nhớ là chúng ta đã chuyển địa điểm, tức là chúng ta sẽ họp mặt đầu năm vào ngày 9 tháng 2, tức là thứ năm, tại Sihu 273 Điện Biên Phủ quận 3. Các bạn nhớ ngày 9 tháng 2 là ngày đầu tiên của năm 2017, năm Đinh Dậu chúng ta sẽ gặp nhau. Và một lần nữa xin chúc tất cả các thành viên VBM, họ hàng, bạn bè, thân quyến có được một năm mới hạnh phúc và có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chào, cảm ơn tất cả các bạn.